Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft siêu anh hùng. Và tập trước thì mình đã có thể chế tạo được một bộ giáp của chị đại Wonder Woman nè. Bộ giáp này á cực kỳ khỏe luôn, có thể giúp mình chống chọi với rất là nhiều quái vật mà còn có thể giúp mình bay lượn rất là thoải mái nữa. Bên cạnh đó thì mình cũng có đánh được một con rồng Ender ở gần nhà á, và đây chính là tàn tích sau khi đánh nó nè. Đó chính là một cái quả trứng rồng, nhưng mà quả trứng rồng này thì không có công thức chế tạo liên quan á, nên mình sẽ tạm thời trưng bày nó giống như là một cái ngôi đền luôn nhá, cạnh cái nhà của mình. Rồi, và trong ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với công việc chế tạo một bộ giáp robot mới. Hôm nay thì mình sưu tầm được hai loại robot rồi đúng không? Một robot là siêu xe nè, một robot là máy bay phản lực. Và hôm nay mình sẽ làm thêm một bộ giáp robot mới, nhưng mà mình cần phải có thêm những cái transformer á. Và trong đây thì mình cũng đang nung những cái transformer ra để có thể tiếp tục với công việc chế tạo. Đầu tiên thì mình sẽ làm trước cái nón nè. Hầu hết những bộ giáp robot biến hình á đều cần có cái loại áo giáp cơ bản này trước các bạn ơi, nên mình sẽ làm trước nhá. Rồi đến cái quần nè, và cuối cùng là một cái đôi ổn. Sau khi chế tạo được những cái cần thiết như vậy thì mình sẽ bắt đầu đến công thức của cái nón trước. Và cái nón thì mình cần phải có sắt, vàng cũng như là một cái túi mực. Túi mực không biết mình còn không ta? Hình như là... À đây nè, túi mực mình vẫn còn, hay quá. Và sắt thì thoải mái rồi, cũng như là vàng á. Đây mình sẽ lấy ra nhiều nhiều một xíu nhá, và đặt vào công thức chế tạo, ấn nhanh một phát giống như vậy. Vậy là mình đã được một cái nón rồi. Và kế đến là cái áo đi. Cái phần áo thì mình cần phải có thêm vàng, bột nhuộm màu đỏ ha ta. Bột nhuộm đỏ không biết trong này mình còn không nữa. Bột nhuộm đỏ không còn, nhưng mà hoa đỏ mình còn nè. Để mình đổi hoa ra bột nhuộm đi. Vàng thì có rồi, nhưng mà ở phía hai phần vai á, nó còn thêm một cái gì nữa ấy. Cái phần rác. Rác này được làm từ da cũng như là sắt hả? Ui thế thì nó lại rẻ quá. Đây mình sẽ làm ra một ít cái rác nha, theo công thức giống như vậy. Và sắt ở hai bên, đúng không? Đúng luôn, làm hai cái nhá. Rồi, và còn thiếu gì nữa? Hình như ở giữa thì nó cần phải có một cái turret. Và turret thì được làm từ khối sắt, túi mực cũng như là sắt hường thôi hả? Khối sắt thì trên này mình có nè. Rồi túi mực cũng có luôn, nên mình sẽ ấn nhanh theo công thức nhá. Đây cái phần turret đây luôn, một cái. Vậy là mình đã đủ công thức để làm cái phần áo rồi. Giờ thì chỉ cần ấn nhanh thôi. Đó, mình đã được cái phần nón, phần áo. Giờ thì đến cái phần quần. Quần thì cần thêm bột nhuộm đỏ với túi mực hả? Hay là mình vô đây mình đổi gì nhiều hoa đỏ ra luôn đi. Để có thêm tiền là nhiều bột nhuộm á, lỡ cái ủng nó cần nữa thì sao. Coi coi cái ủng có cần không. Ui cái ủng nó cũng cần nữa nè. Quần và ủng đều cần cái phần bột nhuộm đỏ các bạn ơi. Vậy là mình đã hoàn thành xong cái set đồ trong tích tắc luôn rồi. Và đây là một bộ giáp biến hình. Và các bạn có biết nó sẽ biến thành cái gì không? Đây, để mình sẽ mặc vô và test thử cho các bạn xem nhá. Đầu tiên thì cởi giáp của chị đại xuống, sau đó trang bị vào từ từ. Đầu tiên là phần nón nè. Ui cái phần nón này có giống như cái vương miện vậy đó các bạn ơi. Cũng khá là đẹp á. Rồi giờ thì đến cái ủng thử xem. Mang cái ủng vô thì nó không có thay đổi gì trên cơ thể hết, nhưng mà cái phần quần thì khác nhá. Đó, nó đã thay đổi được cái phần chân của mình rồi. Và cuối cùng là phần áo giáp. Ta-da, mình đã biến hình rồi các bạn ơi. Và mình vừa mở thêm một cái thành tựu được mang tên là Heavy Metal á. Và các bạn có thấy cái phần sau lưng mình là cái gì không? Đó chính là cái phần bánh xe của chiếc xe tăng á. Đây là một bộ giáp biến hình trở thành một chiếc xe tăng các bạn ơi. Và mình có thể biến thành xe tăng trong chốc lát giống như vậy nè. Nhưng mà nó chạy không được nhanh cho lắm á. Đúng rồi, nó chạy không được nhanh cho lắm. Với lại mình cần phải có chế tạo cái phát bắn của xe tăng nữa cơ. Những viên đạn của xe tăng á. Ok, để bây giờ mình sẽ chạy chiếc xe tăng này vô trong nhà coi coi công thức của cái viên đạn xe tăng nó chế tạo có mắc không nhá. Rồi mình sẽ chế tạo luôn. Ui nhưng mà biến hình nó cũng đẹp quá chứ. Đó, biến hình xong mình còn có cây canon ở cái cây đại bác ở phía trước nữa nè. Ui thích nha. Mình rất thích mấy cái loại mô hình đồ chơi kiểu như vậy, robot đồ chơi như vậy luôn á. Rồi để bây giờ mình sẽ vô trong nhà xem một vài cái công thức coi. Cái đó là để mình tìm cái công thức viên đạn đây nè. Tăng siêu nè các bạn ơi. Ui rẻ lắm rẻ lắm. Từ sắt với thuốc súng thôi hả? Thuốc súng thì mình có ở đây nè. Sắt thì cũng có luôn. Để mình làm một mớ rồi chúng ta cùng nhau test thử nha. Đây đổi ra và thêm vào một ít giống như vậy. Được bao nhiêu đây? Mình sẽ làm nhiều nhiều đi.
một xác máy luôn. Ta hồ bà bắn luôn á. Ok, để bây giờ mình sẽ cắt thuốc súng và dọn dẹp những thứ không cần thiết, rồi sau đó set phím để chúng ta có thể bắn được những cái phát bắn từ cái robot biến hình thành xe tăng này nhá. Mình đã dọn dẹp đồ xong rồi, và trước khi đi test cái robot biến hình thành xe tăng này á, thì mình sẽ chế tạo thêm một vài thứ nữa nha. Đầu tiên thì mình sẽ nén những cái uranium cũng như là titanium lại thêm một lần nữa, để một tí mình sẽ bắt đầu công việc chế tạo vũ khí luôn. Vì hiện tại mình đang sử dụng thanh kiếm ultimate này, nó chưa thực sự mạnh á, nên mình muốn nâng cấp nó lên một xíu nữa. Rồi, đã có những cái tita và uranium ingot rồi, nên mình sẽ cất ở đó đi. Rồi sau đó lại cái tổ kiến coi, mình có đặt một cái tổ kiến ở phía bên trong ngôi nhà này nè. Đó, nó đang xuất hiện quá trời, và mình sẽ bước vào trong này một cái nhá. Vì dưới này thì có rất là nhiều quái để mình có thể test luôn, nên ta hồ mà ha, test cái robot biến hình. Và giờ thì mình sẽ biến hình thành chiếc xe tăng giống như vậy, sau đó sẽ ngắm trước nhá để bắn chuẩn hơn. Và ui, bắn được nè. Ôi nhưng mà ui, bắn con kia bay ha, tuốt lên luôn. bắn con này bay bay được không? Bắn nè. Ủa nhưng mà hình như nó bắn không có phá hủy block các bạn ơi. Đó, bắn miếng thịt. Ui, bắn miếng thịt dịch chuyển đi luôn nè, mất tiêu luôn rồi. À đây, để mình đi cà kiệu xíu cái đã. Cái con nào bay bay đâu? À mấy con nightmare kìa. Nhưng mà mình đi không có qua được mấy cái tán cây nha. Nó thấp quá à. Để mình coi có con nào gần đây, mình cà kiệu xíu coi. Ui chùi, ui con này cắn mình á. Cắn nè. Bắn ngục. Cái này nó khó bắn mà. Bắn nè, úi xùi, bắn một cái lạc gọng liền. Con này hổn sượt. Bắn một cái dần lên tít lên trên luôn các bạn ơi. Ui cái này nó tính ra nó cũng mạnh lắm luôn ấy. Bắn một cái là ngủm của tỏi liền. Đừng có chống nha, nhưng mà hình như nó bắn lên trên cao không có tốt cho lắm ấy. Ui, bắn lên cao được luôn. Thử bắn con này mè đó coi. Bắn con này mè nè, nhưng mà nó khó ngắm quá à. Cái này đúng là mạnh thì có, nhưng mà nó khó ngắm lắm luôn ấy các bạn ơi. Nhưng không sao, cái gì thì cũng phải cần có thời gian để làm quen. Và đằng này là tổ kiến hả? Ok, để mình đặt ở đây cái điểm ấy đã. Đó, để một xíu có gì mình còn biết đường dịch chuyển về nhà. Tại vì ở dưới này thì rất là khó khăn để chúng ta có thể tìm được một cái tổ kiến và trở về nhà. Phía bên đây là cái cây gì đấy? À không, cái này là quái vật. Ui, quái vật cây, bắn cái này lại ngủm liền. Và đằng này có con này mẹ cực kỳ bự, qua đây cà kìa con này là hết sảy. Này mẹ, con này đi ra chỗ khác, nhỏ nhỏ mà sung hả? Lại đây, lại đây. Ui bắn hụt rồi. Ui như nó sợ mình các bạn ơi. Ui con này con bự như vậy mà gặp mình còn sợ nè. Ui đúng là sức mạnh của xe tăng có khác mấy con quái vật á, mấy ngàn máu mà còn sợ mình luôn. Ủa nhưng mà sao mấy con này nó không sợ mình ta? Ủa kỳ vậy, con mấy ngàn máu nó sợ mình mà sao cái con nhỏ xíu nó lại không sợ mình? Ui mới bắn ngủm được con bay bay rồi kìa. Cái con bay bay này con gì ta, để mình coi nó tên gì mà nó nhây vậy, cứ quýnh mình miết à. Đi ra chỗ khác không giỡn nha. Con này là con terrible terror gì á. Con này có chút xíu à, mà hỏi cái là đánh người ta rồi và biến thành cái dạng xe tăng để có thể cà khịa cái con nightmare một ca máu này thử xem. Bùm. Ui, con này quýnh đau quá. Một trăm mấy máu nè. Chống hả? Chống hơi dưới robot. Chống hơi, ui. Chứ, ui. Ông, ăn trái táo vô. Cái này á, cái sức phòng thủ nó không được cao cho lắm các bạn ơi. Mặc dù là robot xe tăng nhưng mà nó không thực sự trâu ấy. Nên mình cần phải bổ sung thêm táo vàng để tránh trường hợp bị ngẫm cua tỏi dưới này nữa thì quê lắm luôn. Rồi và cái con kia lì lợm nè, biến thành xe tăng bắn người luôn. Bắn người nè. Úi, sao bắn con này không xi nhê? Không xi nhê nè, một hit nữa là ngẫm liền. Một hit nữa. Con lại đây. Lại đây, chống. Ê, nhưng mà hình như mình gần hết đạn rồi. Mình còn có ba mấy viên à. Ôi tính ra mình chế tạo một stack máy nó vẫn chưa đủ để test các bạn ơi. Phải chế tạo nhiều nữa cơ. Và có vẻ đây là một bộ giáp thiên để kiểu như là tấn công tầm xa thôi, chứ thật ra cận chiến nó không được tốt ấy, vì sức phòng thủ nó không có cao. Nhưng mà nói chung thì cái này dùng để cà khịa mấy con quái ở dưới thấp le lỡ xảy luôn. Kể cả những con bay hơi cao xíu thì vẫn có thể tấn công được á, miễn đừng có xa quá là được à. Bắn nè,
bắn nè. Người cây hả? Người cây nè. Rồi và tiếp đến đây thôi. Giờ thì mình sẽ trở lại với hình dạng của ừ, hay là mình ráp nó thành cái robot đi. Đây mình sẽ ráp nó thành cái robot nhá. Đó chính là một cái chiếc xe tăng giống như vậy nè. Nhìn rất là xịn sò luôn á các bạn ơi. Nè, cầm trên tay nè. Ồ, thấy được cái nòng súng luôn á nha. Và có cái lướt bát để bây giờ mình sẽ mở ra thử xem như thế nào. Ừ, để coi cái lướt bát nè, mở ra. Được cái admin shield nữa. Ôi đồ dởm quá à. Cái này thì sao? Cái này thì được một cái chiếc nhẫn. Ê, nhưng mà bây giờ mình mới biết nhá, mấy cái nhẫn nó không có thực sự vô dụng đâu các bạn ơi. Những cái nhẫn này thì mình có thể sử dụng vào công thức chế tạo á. Đây mình sẽ cho các bạn xem này. Đó, các bạn thấy gì chưa? Mandarin. Mandarin, Mandarin, không biết đây là nhân vật sinh tồn nào nữa, nhưng mà tạm thời thì nó được dùng trong công thức chế tạo áo giáp á, nên mình cứ giữ trong người đi. Hồi nãy thì mình có thấy ở bên đây có cái vườn vườn cây đúng không? Ừ đúng rồi. Cái vườn cây này nè, mình đang cần những cái con đây đây, con drip fit nó sẽ rơi ra cái ring gu á, thứ mà mình đang rất là cần luôn. Đó, cả đống luôn nè. Mình sẽ nhặt một ít thôi. Ừ, vào trong này có gì không? Tập cái hay là chừa spawner ta? Ờ, mình nghĩ mình nên chừa spawner tại vì con này nó cũng không có gây hại nhiều cho mình nên cứ thoải mái thôi. Và trong này là cái khu vườn của những cái con đó đang sinh sống ấy. Hình như nó đang cố gắng bảo vệ cái khu vườn ở phía dưới này hay sao ấy. Ê, chưa chưa chưa. Vô trong thử coi. Ủa, nhưng mà cái con nào cũng cứ đánh mình hoài ấy. À cái con này. Cứ nhỏ xíu à mà cứ cứ kiếm chuyện quýnh mình hoài. Và trong này là những cây núm nè, nó trồng núm nè, rồi trồng hoa, rồi trồng cây lương thực các kiểu nữa. Có mấy cái cây nó kiểu như nó chịu không được, nó ngủm mất tiêu rồi. Nó chết mất tiêu rồi á. Ơ nhưng mà cái này không có đường ra hả? Không có đường ra, đập ra luôn. Ui chết rồi, mình lỡ phá nhà người ta rồi. Thôi kệ đi, đặt lại. Đặt lại rồi chạy các bạn ơi. Và phía xa xa đằng kia còn có một cái tòa tháp nữa thì phải. Hay là bây giờ mình sẽ thử đánh cái tòa tháp đầu tiên đó nha. Với sức mạnh của bộ giáp của chị Đại thì không biết có thể đột nhập vào bên trong và thoát ra an toàn không nữa. Để thử xem coi. Và ui ở ngoài có nhiều mấy con mang tích ghê luôn ý. Ui kìa, cả đống luôn các bạn ơi, cả đàn mang tích luôn. Đông thiệt sự ý. Ui kìa, nó dí mình kìa. Dám dí mình hả? Chị Đại ra tay là ha, không có ha, sợ đâu. À, nhưng mà bây giờ mình sẽ đột nhập vào trong đi. Ở bên ngoài là nó cứ xuất hiện hoài luôn ấy, mình không có vô trong được đâu. Tranh thủ vô trong, vô trong, vô trong. Rồi, đột nhập thành công và tầng đầu tiên là những cái con khủng long hả? Khủng long thì khá là dễ á, chỉ cần một hit là ngủm ha. Đây, làm nhanh rồi chúng ta sẽ đi xuống những tầng kế nhá. Trong này là những cái spawner thôi. Và mấy cái con này thì không rơi ra những cái vật phẩm phụ á, nên mình sẽ phá hủy luôn cái spawner nhá. Rồi, và kiểm tra đồ. Có đồ emerald hả? Ôi, đồ emerald thì dởm lắm luôn ấy, nên mình sẽ không có lấy nhá. Nó có kiếm emerald rồi thôi hả? Rồi, giờ thì đi tìm đường xuống tầng 2 nè. Tầng 2 xuống ở hướng này. Và tầng 2 là những con T-Rex. Ui khủng long T-Rex luôn. Và T-Rex thì nó sẽ rơi ra cái răng nha. Khá là tốt á, vì nó sẽ sử dụng trong công thức làm cây kiếm Big Bird Thai các bạn ơi. Một thanh kiếm có thể nói là mạnh nhất nhì trong RAM. Rồi và kiểm tra coi. Có chai kinh nghiệm nè. Nhưng mà mấy con này sao chắc mình phải phá spawner quá, quá. Tại vì mỗi cái món thì mình chỉ cần một lần là đủ ha, để mình có thể làm được cái thanh kiếm ấy. Ui đúng rồi, không đập spawner sớm đúng là để lại hậu quả về sau ra. Nó cứ xuất hiện miết để làm phiền mình, không cho mình đi xuống mấy tầng kế ấy, nên sẽ đập luôn. Rồi và ý Butter Candy à, ăn được luôn nè, cho mình tốc độ. À, như vậy thì những con T-Rex á nó sẽ rơi ra răng và kẹo nữa. Ui xịn vậy. Ui nhưng mà ít xịt hả? Ờ, được có 7 cái kẹo thôi. Rất là ít luôn á. Trong này thì mấy cái chai kinh nghiệm bình thường thôi à, và rất là nhiều thịt bò luôn á. Sao chuyến khám phá lần này về là cái kho lương thực mình sẽ được lấp đầy cho coi. Ui vào tầng này tới những cái con này là con Basilisk rồi. Mấy con rắn này nó lì lắm ấy. Nhưng mà không sao, mình có thể đánh bại nó nhờ sức mạnh của chị Đại Wonder Woman. Dám chống nè. Rồi đánh nó nhanh các bạn ơi, rồi sau đó phá hủy spawner nhá. Cái con này thì chắc mình phải đập spawner nó trước để không thôi. Một hồi nó xuất hiện ra nhiều lắm luôn ấy, là mình đánh không có hết ấy. Rồi, giờ thì tiêu diệt mấy con này thôi. Basilisk không biết nó rơi ra gì ta, mình không nhớ rõ nữa. Ở đây đứng ngay góc này mới có thể đánh được nó nè. Góc đằng kia thì nó sẽ bị tuột xuống cái tầng kế nữa. Nên rất là ha toan luôn.
Rồi và coi coi, không biết trong này nó đập spawner chưa. Ui còn spawner nè, đập spawner mới được. Nổ chưa, nổ chưa, nổ spawner chưa. Rồi để mình farm nốt mấy con này rồi kiểm tra luôn. Ui vẫn còn spawner kìa. Vậy là phải tiêu diệt nhanh mấy con này rồi sau đó đập spawner các bạn ơi. Chứ không thôi là nó cứ xuất hiện liên tục hoài là mình không có qua được cái tầng này đâu á. Rồi xuống đây cái, rồi đánh gục mấy con này thôi. Mình có tốc độ nhờ bộ giáp á, chứ không thôi là con này nó sẽ gây ra hiệu ứng làm chậm cực kỳ cao, không có nhúc nhích được luôn. Ui trời ơi trời, nó dồn mình vô góc cái nó, ui đó, quýnh mình bay lên tầng kế luôn mà. Ghê thiệt. Nó, các bạn thấy độ làm chậm nó chưa? Chậm cực kỳ luôn. Thì cái tình mấy cái con này, mấy cái con này nè, dám chống. Rồi. Ui còn hai con thôi, ba con đập lẹ không thôi, nó xuất hiện thêm ấy. Đập. Rốt cuộc cũng xong rồi các bạn ơi, và Basilisk thì nó sẽ rơi ra rất là nhiều Emerald, cũng như là hình như cái vảy thì phải đúng không? Để mình kiểm tra lại cái đã, cất bớt những thứ không cần thiết vô trong lại đi. Loot bag thì cắt vô trong cũng được, và nó sẽ có Basilisk scale nè. Mọi thứ thì mình sẽ nhập một ít nhá. Đâu rồi? Cái răng của T-Rex mình vứt đâu ta? Chết ơi. Vứt nhầm răng T-Rex rồi. Răng T-Rex đâu ta? Emerald quá trời luôn nè, tại vì Basilisk thì nó sẽ rơi ra Emerald á, nên cứ thoải mái mà nhặt thôi. Chết rồi, mình vứt nhầm cái răng của con T-Rex đi đâu không biết nữa. To nguyên sự rồi các bạn ơi. Ở đây còn quá trời Emerald nè, để mình nhặt nó luôn. Và trong này thì có những cái đồ Amethyst á, mà Amethyst thì mình có thể farm ở dưới cái khu mỏ nên không cần lấy cũng được. Rồi và tạm thời thì mình chỉ lấy sơ sài như đây thôi, chỉ lấy thức ăn mang về làm nguồn lương thực dự trữ về sau á. Rồi và giờ thì mình sẽ đi xuống tầng kế nữa nhá, hình như tầng kế cũng là tầng cuối cùng rồi. Coi có phải không. Ờ đúng rồi, tầng này là tầng của mấy cái con bọ. nó hất mình lên tiếp trên cao luôn á. Với con này cũng khá là khỏe nên cần phải đánh nhanh rút gọn thôi. Ui nó rơi ra độ kim cương nữa kìa, xịn ghê ấy. Đập các ngươi nè. Ôi nhưng mà ừ hát lần này nó xuất hiện không có nhiều cho lắm các bạn ơi, nhưng mà cũng phải bắt buộc đánh bại hết thì mới có thể đập được spawner cơ. Và con này thì nó sẽ rơi ra cái hammer, mà hammer tập trước thì mình đã tìm được rồi nên cứ tìm đồ tốt khác thì mà nhặt thôi các bạn ơi. Rồi nè, đập spawner một cái rồi nghỉ sự kiện nha và kiểm tra đợt thôi. Không biết thằng này có trứng triệu hồi chưa. Oh my god tree. Cái cây này mình nhớ nè, triệu hồi ra một cây siêu bự luôn á, một cái cây gậy sấm sét mới. Đồ ruby thì không cần lấy cũng được. Được thiệt sự á. Rồi và kiếm ruby. Ý vậy là cái tòa tháp này nó không có cái gì ta, cái chỗ trứng triệu hồi. Ý còn tầng nữa. Ủa nó còn tầng cuối nè, zombie bug. Cái con này nó cũng rơi ra zombie bug scale các bạn ơi, cũng là một trong những thứ rất là cần thiết trong công thức chế tạo luôn, nên mình sẽ farm nốt nhá. Ui được. Vứt cái này ra, nó được zombie bug scale rồi nè, để vô trong liền. Cây súng nè, rồi hammer không cần lấy cũng được. Và cái này là khói gì đây? Random teleport. Đừng có đụng vô khói đó nhé. Cái khói đó mà mình đụng vô một phát là nó sẽ dịch chuyển mình ra ngoài cái tòa tháp này luôn á, là toan thiệt. Và giờ thì mình không cần đánh mấy con đó nữa đâu, chủ yếu là loot đồ trong đây thôi. Nó, các bạn có thấy mấy quả trứng triệu hồi không? Nhiều khi nó có quả trứng triệu hồi ra con Mobzilla nữa, một con quái vật trong truyền thuyết luôn. Mình muốn thử sức với những con quái vật khủng như vậy á. Rồi và đánh nhanh cái con này đi, giáp mình nó cũng gần hỏng mất tiêu rồi. Ui cái con này đi ra chỗ khác, đi ra đi, còn vài con nữa thôi. Mình không hiểu sao mình dùng gậy sấm sét không có đập được cái spawner ta. Vẫn còn một cái spawner kìa, mà mấy con này nó xuất hiện hoài à. Giáp mình nó gần hỏng mất tiêu rồi. Không được. Không ổn rồi các bạn ơi, phải đi ra còn ngoài thôi. Mình nghĩ vô đây cũng khá là ok rồi á. Chứ mình mà cố một xíu nữa thôi là giáp hư thì sẽ bị ngẫm trong đó liền, nên mình không muốn như vậy đâu. Và mình cũng đã lấy được một vài thứ cần thiết rồi, nên mình sẽ nhanh chóng tìm những cái con kiến và trở về nhà, rồi sau đó tiếp tục cái công việc trong ngày hôm nay nhá. Còn những quả trứng đó chắc chắn thì mình sẽ trở lại để lấy hết mang về.
A few moments later. Mình đã trở về nhà và cũng như dọn dẹp lại một ít đồ rồi. Bây giờ thì mình sẽ lấy ra những cái uranium nè, cũng như là titanium hồi nãy mình vừa chế tạo nha. Và sau đó thì mình sẽ làm trước cho mình cái kiếm ultimate cái đã. Ý mà khoan, kiếm ultimate mình có một cây lần trước nè. Quên nữa ta. Vậy thì mình làm cây cúp không, cây rìu thôi, cây rìu ultimate thôi. Và công thức của cây rìu thì mình sẽ làm như vậy. Được một cây luôn nè. Giờ thì ý, và cây rìu thì nó sẽ tự động được enchant hiệu suất 5 luôn. Wow, xịn xò với ta. Và sau khi đã có được hai cái món này á, thì mình sẽ bắt đầu cho vào bàn chế tạo theo công thức giống như vậy. Nó sẽ tạo ra được một món vũ khí mới được mang tên là Pestle Axe. Nó sẽ mạnh hơn cái cây kiếm ultimate của mình một xíu á. Và nó được enchant sẵn cái dòng looting luôn. Được. Và để mình coi có thể enchant thêm không. Hy vọng là enchant thêm được. Ý, được nè. Wow, cái này coi cho nó sắc bén đi. Tại vì mình cần sắc bén để tăng cái sát thương lên á. Enchant một phát lên 56,25 đam luôn. Quá là dữ luôn á. Quá là dữ. Và tấn công ra lửa cho một xíu luôn nè. Vậy là cái cây rìu chiến đấu của mình đã rất là tốt rồi. Bây giờ thì mình sẽ trở lại với công việc sửa lại bộ giáp của chị Đại nhá. Nãy giờ chiến đấu không tí thôi mà hư muốn gần hết rồi nè. Rất là căng thẳng luôn á. Và ngoài ra thì mình còn mang về được một cái trái táo thần kỳ. Với trái táo này thì mình có thể tạo ra một cái căn cứ mới dành riêng cho mình. Mình sẽ chọn cái khu vực này đi, vì mình thấy nó khá là trống trải nè. Rất là thích hợp để đặt xuống luôn. Và sau khi đặt cái trái táo này xuống đất giống như vậy thì đó, các bạn thấy gì chưa? Cả đống gỗ xung quanh và khối kia nó bao trùm luôn cái ngôi làng của mình luôn rồi. Ui căng thiệt á. Ui. Giờ mình mới phát hiện cây rìu của mình nó to tổ chảng luôn. Cái này là to thiệt các bạn ơi. Rìu khủng rồi. Để mình lấy cái găng tay vô cực để mình có thể mở đường ra ngoài coi. Cũng như làm cái cửa luôn đi. Và có cái cây mình tạo ra kìa. Nó to thiệt sự luôn. Ý. Ui trên đây có mấy người sát bảo vệ nữa. Có rương luôn. Wow, được thiệt sự. Tạo ra cái cây còn tặng thêm mấy anh bảo vệ nữa chứ. Quá là xịn. Trên này còn có cần câu ultimate. Những cái bắp nữa nè. Wow, ý, có Reaper nữa. Thôi để mấy anh bạn Reaper đi ra chỗ khác giùm tôi. Cái cây của tôi mà chưa hết nên tôi chưa ăn tân gia nữa. Mấy anh lên ăn trước rồi. Trên này có thêm kiếm ultimate nữa nè. Ui, tiện như ta. Ui, được thiệt sự các bạn ơi. Và nhìn như cái cây này nó hơi to hơn so với mình tưởng tượng thì sao ấy. Mà biết trên cao nhất thì nó có cái khối emerald kìa. Mà thôi đi, mình sẽ để trên đó để cho nó trang trí nha. Và tiếc một điều là cái con robot kiến của mình không thể nào di chuyển lên trên đây được. Phải được thì mình cũng mang lên trên đây để cho nó an toàn á. Chứ ở dưới nhiều khi nó chết máy nào mày. Rồi giờ thì mình sẽ dọn dẹp đồ lại một xíu nha, trước khi làm những cái công việc tiếp theo trong ngày hôm nay thôi các bạn ơi. Mình định đi khám phá nữa nhưng mà trời lại tiếp tục đổ mưa các bạn ơi. Để mình ngủ một giấc đi. Rồi sáng thức dậy á, thì chúng ta sẽ tiếp tục cái chuyến khám phá trong ngày hôm nay nhá. Mình có hai dự định đi khám phá. Thứ nhất là khám phá trên đất liền. Và thứ hai chính là khám phá ngoài không gian á. Nhưng mà để coi hướng nào mình ít đi nhất ta. Hiện tại thì mình thấy hướng Tây Bắc là mình ít đi nè. Để hôm nay mình sẽ rẽ về hướng Tây Bắc khám phá một tí nha. Xem coi hướng Tây Bắc có cái gì đặc biệt không nha các bạn. Rồi sau đó sẽ bắt đầu chuyến khám phá lần thứ hai thôi. K2 á. Hôm nay đi 2K luôn. Và ở đây làm gì? Ui, ở đây làm gì có hắc diêm thạch vậy? Chắc thiên thạch rơi xuống hay sao ấy. Mình không biết là cái thiên thạch á, rơi xuống một thời gian thì nó có tự mất không nữa. Mình nghĩ rơi xuống một thời gian nếu mà mình không khai thác á, thì nó chắc nó sẽ tự mất luôn ấy. Và nó sẽ để lại những cái khối hắc diêm thạch giống như hồi nãy mà mình phát hiện vậy đó. Theo mình nghĩ là như vậy, không biết có đúng không. Và phía dưới này có những cái lucky block nè. Mở xem. Hy vọng là ra những cái gì đó may mắn nha. Ui, đập 1 được 4. Khuyến mãi luôn. What? Nhưng mà khuyến mãi thịt túi là không vui nha. Chơi mà khuyến mãi thịt túi. Ý, được thêm 2 nữa nè. Ui, cả đống trứng triệu hồi luôn. Ui, kinh nghiệm nữa.
Hôm nay nhân phẩm của mình đã đạt đến một cảnh giới mới các bạn ơi, không có một cái gì điềm xuôi luôn á. Ui nhưng mà mình chỉ hồi cái giai anh nè. Con sân bay khổng lồ. Đập thêm cái này coi. Wow, mới thấy hôm nay đập mà mình không có bị nổ tung luôn á. Mấy lần trước đập toàn bị nổ văng tùm lum hết trơn á. Và con này đi ra chỗ khác. Đi ra chỗ khác. Âm mưu đánh mấy bạn gái gì. Đi ra chỗ khác. Đi ra chỗ khác mà chơi. Đi ra chỗ khác mà chơi. Ở đây chơi chơi rồi ha. Một hồi cái quýnh mấy bạn gái à. Và trên này có khói vàng á. Để mình tranh thủ mình lấy về luôn nha các bạn. Để hôm hồi bỏ thì ổn lắm. Và nếu như mình kết liễu con zombie này thì nó sẽ rơi ra cái món đồ gì. Để mình tiêu diệt thử nha. Rồi và... Okay. Nó chỉ gây ra kinh nghiệm vậy thôi hả? Trời ơi, con zombie ha, to tổ chản luôn á. Mà quýnh xong không gây ra cái gì luôn. Con miếng kinh nghiệm mà. Buồn ghê chứ. Ok, để bây giờ mình sẽ đi thêm một đoạn. Ý, đi ngược hướng, ngược hướng. Ok, để bây giờ mình sẽ đi thêm một đoạn về hướng Tây Bắc nữa nha. Hy vọng là sẽ gặp được một cái gì đó đặc biệt nha các bạn. Ồ, và mình lại gặp thêm một cái ngôi làng nè. Ngôi làng này có vẻ rất là to luôn á. Ở bên đây có nhà bác Hờ Rèn. Để mình vô trong kiểm tra thử cái đã. Kiếm kẹo mình... Nhưng mà sao không lần nào mình đem theo Emerald ta. Buồn thiệt sự luôn á. Nói bao nhiêu lần rồi mà mình vẫn không nhớ mang theo cái Emerald nữa. Làm không đổi được cái cây kiếm kẹo luôn rồi. Nãy mình vừa farm được cái đống Emerald luôn. Hậu đậu ghê á. Và phía bên này thì có nhà bác Hữu Hư. Để coi coi bác này sẽ đổi gì nhá. Thì tịnh nó xây nhà kiểu gì để mắc kẹt ở dưới rồi. Và bác này đổi gì? Ba lô hả? Ủa sao thủ tư không đổi sách mà đổi ba lô ta? Mình thấy kỳ kỳ sao ấy. Và làng này cũng có rất là nhiều bạn nữ nhá. Mình để ý á, là ở những ngôi làng thường thường sẽ tập trung rất là nhiều bạn nữ luôn. Trừ cái ngôi làng của mình thôi. Ngôi làng buồn hiu mà toàn mấy bác dân làng thôi. Nên mình không có tặng hoa được cho bạn nào hết á. Để sắp tới mình sẽ kiếm cái phương tiện nào đó để có thể dẫn được một cô bạn gái về nhà nhá. Ui, ở đây mình gặp hai con ong nè. À hình như mấy con ong này mới ra cái rơi ra cái kia đúng không? Ừ đúng rồi. Mấy con ong á thì nó mới rơi ra những cái butter candy các bạn ơi, chứ không phải những con T-Rex. Vậy là hồi nãy mình nhìn nhầm rồi. Chắc tại lúc mình đang đánh thì có một con ong vô tình lạc vô bên trong hay sao ấy. Mà mình farm được cả những cái kẹo cơ. Ừ, cũng khá là hay á. Rồi và hiện tại thì mình đã đi tới một vùng biển rồi. Khám phá cả buổi trời mà trên này không thấy cái gì đặc biệt hết trơn ta. Ui có pho tượng kìa. Để ghé vô pho tượng coi coi phía bên trong có cái gì không nhá. Biết đâu bên trong này lại có một cái bộ giáp siêu anh hùng mới thì sao. Vô trong luôn nè. Hy vọng là có đồ xịn nha. Và ba la. Búp. Được viên đá. Viên đá thì mình không cần nữa đâu. Được một cái nón Batman mình có rồi. Chỉ có vậy thôi hả? Ui pho tượng nghèo thiệt sự luôn á. Đây nè. Viên đá thời gian. Mình đã tìm được cái viên đá thời gian á, quý hiếm rồi các bạn ơi. Thấy chưa, lúc mình cần á tìm thì không bao giờ nó ra đâu, nhưng mà lúc mình đã có đầy đủ đồ á, tìm thế nào nó cũng ra cho coi á, kiểu như nó chọc quê mình hay sao ấy. Rồi và đằng này có Lucky Lock nè, hy vọng nó sẽ may mắn giống như việc mình tìm được viên đá thời gian. À, đập ra một cái. Ui nó đưa ra những cái đầu zombie và Wither Skeleton. Hình như mình còn thiếu một cái đầu Wither Skeleton nữa thôi là mình có thể triệu hồi ra được con boss rồi. Ồ, lâu lắm mới gặp mấy tên cướp nè. Hỏi thăm sức khỏe một xíu nha. Sẵn đó tìm thêm những cái ruby thôi. Và hình như tới một cái vùng. Ui, bác gì đây, bác nhân làng. Đổi kiên cướp hả? Bác nhân làng này cũng đổi cướp nữa ta. Và cái này là cây coconut, cây dừa hả? Ui, cây dừa gì nhìn kỳ vậy. Lần đầu tiên mình gặp cây dừa kiểu vậy luôn các bạn ơi. Cây dừa gì trai sai trái dữ vậy. Và phía bên này là một cái bức tượng người rơm. Ok như vậy thì hôm nay sau khi khám phá ở trên đất liền á thì chúng ta không gặp được công trình gì đặc biệt hết. Nên mình quyết định rồi bay thẳng lên trên không gian rồi các bạn ơi. Rồi chưa. Trước khi đi thì mình coi coi trên đám mây này có cái gì nhá. Thì như trên này có cái rương nè. À trên này có mấy bé bé thôi.
À, thì ra những cái đám mây trên này á vẫn có mấy bé bét nè, cũng khá là xịn đó chứ. Ok, bây giờ thì mình sẽ cùng nhau ha vượt qua không gian này nhá. Hiện tại thì mình chỉ đang bay ở tầng thứ 300 mấy 400 thôi, mình cần phải bay tới độ cao khoảng 1.500 á để chúng ta có thể vượt khỏi trái đất này. Nào bây giờ mình sẽ bắt đầu bay thẳng 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 lên trên luôn nhá. Hiện tại thì mình đã đạt tới độ cao 1.200 m rồi các bạn ơi, 1.300 rồi, 1.400 rồi và chuẩn bị nè, hô biến, vượt ra khỏi trái đất rồi. Và chúng ta sẽ đến đâu đây? Ta-da, chúng ta đã tới rồi các bạn ơi. Và hình như đây là sao Hỏa thì phải á. Ừ, đúng không ta? Ừ, như vậy rồi, Mars nè. Ủa nhưng mà hình như ở đây mình bị không trọng lực hay sao ấy. Ui ơ chết rồi. Ở trên đó nếu mà không có giáp siêu anh hồn thì chúng ta sẽ tuột máu em à, rất là nhanh luôn á, khoảng 2 giây là ngủm gô tỏi liền. Mình chỉ muốn test thử coi cái tốc độ rơi xuống ở trên rãnh như thế nào á, mà bị tuột máu không phanh luôn, đáng sợ thiệt sự. Ok, để bây giờ mình sẽ bay ngay tại nhà mình luôn đi, lên trên sao Hỏa thêm một lần nữa nhá, và chúng ta cùng nhau đi khám phá xem coi trên đó có gì. Mình đã trở lại sao Hỏa rồi đây các bạn ơi. Đó, các bạn để ý nhá, giờ mình sẽ thử cởi nè. Đó 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 đó. Tuột máu không phanh luôn. Đáng sợ thực sự, đúng là sao Hỏa. Và trên này á thì một bước của mình nó sẽ xa hơn rất là nhiều luôn á. Cái việc mình gơi xuống thôi nó cũng đã rất là chậm rồi. Đằng kia đó chính là mặt trời của sao Hỏa kìa. Ờ, và công việc rất là quan trọng đó chính là đặt một cái điểm ngay cái cánh cổng nè. Vì ở trên này á, cái cánh cổng nó bị trùng màu với cái loại đá trên sao Hỏa nên mình không thể nào phân biệt được đâu. Cần phải làm một cái điểm ở phía trên. Kiểu kiểu như vậy nè. Bật bản đồ lên, đặt đây một cái điểm liền. Đó là số 1. Đó, để dễ dàng trở về hơn nhá. Và phía bên này mình thấy có cái ravine nè, để xuống dưới kiểm tra coi. Ui, cái ravine nhỏ xíu vậy. Mà ravine trong đây nó nhỏ xíu hả các bạn ơi? Ừ, và trên trên sao Hỏa này hình như cũng có một vài loại khoáng sản đặc biệt hay sao ấy. Để bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm thử cái loại khoáng sản đặc biệt đó là cái gì nhá. Ba lô. Ủa? Ủa nhưng mà cái ba lô mình đâu rồi ta? Ừ hé. Cái ba lô mình mất tiêu rồi. Giờ mới để ý luôn á. Hay là ba lô mình để nhà nhờ? Hay là qua đây nó không cho mang ba lô? Nhiều cái thắc mắc quá, để bây giờ mình sẽ thử về nhà bằng cánh cổng này coi coi như thế nào. Ui, nó tạo ra một cánh cổng ở trên cái cây luôn. Xịn thiệt sự. Vậy là sắp tới chúng ta có thể lên sao Hỏa dễ dàng hơn rồi. Ý nhưng mà ai lại đùa như thế? Cái ba lô mình rồi luôn rồi, lỗ rồi. Lỗ lỗ rồi. Mình bị mất cái ba lô các bạn ơi. Ý. À không, cái này ba lô Iron Golem mình mới mặc vào mà. Chết không, tự nhiên chuốc họa vào thân chứ không biết nữa. Là mất tiêu cái ba lô chứa đồ luôn rồi. Đúng là nghịch dại rồi các bạn ơi. Buồn thật sự luôn á, mới con xíu đồ thôi mà đã bị mất tiêu rồi. Ok, giờ thì mình sẽ lên trên này để đi tìm loại khoáng sản nhá. Rồi, nhanh chóng trở về nhà thôi các bạn ơi, chứ trên này nó cũng nguy hiểm lắm luôn á. Và trên này Reaper sống không nổi luôn kìa, Reaper mới lật lật cổng kìa. Đó 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 đó. Kìa. Kiểu như trên đây không có oxy mấy con này không sống nổi sao ấy. Sinh vật mình gặp mấy con nào vừa gặp là nó ngủm củ tỏi liền. Đó 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 đó. Nó tụt máu kìa các bạn thấy không? Ui. Đáng sợ thật sự, may mà mình có giáp siêu anh hùng. Ui cái này đúng là hành tinh chết có khác các bạn ơi. Nhìn mà mới sợ, bầu hỉ còn chết nữa kìa. Bùa phép gì trên này ha, cũng không có si nhê đâu. Mình cũng chịu không nổi mà. Coi kìa, mình đi đến đâu quá nó ngậm ha à, rải rác hết trơn luôn á. Ờ, để mình coi coi trong này có cái hang hay cái có ravine không ta, để mình xuống dưới nhanh hơn á. Ui nhện nó cũng lật luôn rồi.
Bo tay thiệt luôn. Nếu mà kiểu như mình không gặp được thì mình sẽ sử dụng cây cúp này để đào xuống dưới thôi các bạn ơi. Chứ bây giờ hết cách rồi á. Bây giờ mình sẽ để bắt đầu đào xuống dưới đây, đi tìm những cái loại khoáng sản dưới này nhá. Ủa nè, mình tìm được rồi. Đây chính là loại loại khoáng sản đặc biệt trên này nè các bạn ơi. Mấy cái này là Martian Relic. Cái này dùng để làm áo giáp của Martian Manhunter. Ui, áo giáp người ngoài hành tinh đó nha, nhưng mà nó khá là mắc á. Hiện tại thì mình chỉ mới có 8 khối thôi, cần phải tìm nhiều hơn cơ thì mới có thể đủ để mang về chế tạo áo giáp. Phía dưới này có không? Ui, trong ravine gì mà còn không có nữa. Tính ra mấy cái loại đó cũng khá là khó tìm á nha. Ủa, không có thiệt rồi. Và trên này thì hiện tại mình chỉ mới ở tầng thứ 23 thôi. Để mình thử đào xuống tầng thấp thấp một tí coi coi nó có dễ gặp được cái loại khoáng sản này hơn không nhá. Six and a half hours later. Hiện tại thì trên cái ba lô mới của mình nó không có một cái món đồ gì liên quan đến cái ba lô cũ luôn ấy, rất là tiếc luôn. Trong đó có cái găng tay vô cực nè, hai ba ba cái mô hình đồ chơi luôn nè, rồi rất là nhiều thứ xịn khác nữa mà mình không đỡ để mất mấy cái đó chút nào ở trường á, nên mình quyết định là sẽ lấy lại cái file backup nhá, rồi sau đó cố gắng farm thêm để làm lại cái cây rìu chiến đấu này thôi. Mặc dù khá là mạnh nhưng mà rất tiếc mình phải tạm biệt với cây rìu này thôi các bạn ơi. Rồi giờ thì mình sẽ tạm thời ha, rời khỏi thế giới này và trở lại với cái file backup của mình nhá. Hiện tại thì mình đang ngồi để chế tạo lại cái áo giáp xe tăng các bạn ơi. Tự dưng nghịch nghịch qua sao quả chuyện biết rồi mất cái ba lô. Bớ tay mình luôn á. Rồi đầu tiên là cái nón nè, kể đến là cái áo giáp đi. Ý tính ra hôm nay mình làm được cái áo giáp này 2 lần luôn chứ bộ, hơi bị xịn sò nha. Một cái bộ giáp thôi mà mình làm tới 2 lần luôn, thích quá còn gì nữa. Rồi làm thêm cái phần trên cái vai là cái gì nhỉ? Đây nè, cái phần track, đúng rồi, làm khoảng 2 cái. Sau đó ấn nhanh theo công thức của cái áo, giống như vậy, rồi đến cái quần, và cuối cùng là một cái này. Ý, còn thiếu à? Hả? Thiếu đâu, đủ mà, sao nó không cho ấn nhanh? Mấy cái này cứ thích trêu mình hoài à. Rồi và như vậy thì mình đã chế tạo lại thành công cái robot biến thành xe tăng đồ chơi của mình á. Cái này thì mình có thể nén lại giống như vậy nè để nhìn cho nó đẹp hơn. Đó, một chiếc xe tăng đàng hoàng nhá, vứt ra cái ngắm coi. Ui, được thiệt sự các bạn ơi. Rồi và trong thời gian dưới 2 tập á thì mình sẽ trở lại cái thế giới kiến máy móc á, để mình có thể farm thêm những cái Ringo và chế tạo lại cái cây rìu chiến đấu nhá, cây rìu 50 mấy đam của mình á, và tìm lại cái trái táo và đặt lại cái táo không, ủa cái cây khổng lồ mà nãy mình vừa triệu hồi nhá, để chúng ta có một cái căn cứ mới và định cư trong thời gian sắp tới nhá. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo, còn bây giờ thì bye bye.